sau khi không kinh doanh buôn bán nữa thì người ta để cái mặt tiền rất là dơ luôn. Đó. Bên trái của em nãy giờ có một tiệm một nhưng mà tặng một thôi. Ở trong Sài Gòn mình thì xóm nghèo ngay cái góc ngã tư ga, cầu vượt ngã tư ga. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 4 giờ kém 15 phút. Hôm nay chiều ngày 23 tháng 9 năm 2023. Và em đang đến khu vực Gò Vấp, con đường Nguyễn Oanh. Phía sau lưng của em chính là con đường chính là ngã năm đường chọn của bác anh chị. Hôm nay quay trở về khu vực Gò Vấp ngoại ô của Sài Gòn, mời cô bác anh chị chúng ta cùng nhau đi dạo một chút trên con đường Nguyễn Oanh. Cũng đã lâu lắm rồi mới về tới vị trí này. Ngày hôm nay dọc theo hai bên mặt tiền của con đường Nguyễn Oanh, nó là những cái vị trí kinh doanh buôn bán rất là nhộn nhịp sầm uất của khu vực Gò Vấp. Và chính vì vậy trong cái thời điểm kinh tế khó khăn thì chúng ta cũng sẽ thấy những cái hình ảnh nhà cửa cho thuê không có được như thế này, thưa cô bác anh chị. Đó. Và người ta đang sửa lại, đang sửa lại dàn giáo, tô check lại để mà chuẩn bị cho thuê những cái tháng cuối năm gần Tết. Và con đường Nguyễn Oanh thì bây giờ đang có vẻ rất là đông xe kẹt. Giờ này 4 giờ thì cũng bắt đầu tan ca cuối tuần của Sài Gòn. Em xin kính chúc quý cô bác anh chị và các bạn một buổi chiều cuối tuần tràn đầy niềm vui, bình an và thật là nhiều sức khỏe. Em cùng với em đi dạo trên con đường Nguyễn Oanh này. Cùng với đó là có những cái hình ảnh nhà xưa như thế nào đó thì gửi đến cô bác anh chị trong các clip này luôn. Hôm nay không biết như thế nào, ở cái vị trí này kẹt quá trời. Thật ra thì những cái ngày trước, những cái tháng trước, những cái năm trước ở khu vực Gò Vấp mình nói chung thì thường hay kẹt xe. Thì ở đây cũng không phải là không có kẹt đâu các bác anh chị, cũng thường xuyên kẹt. Nhưng mà thường thường là khoảng 5 giờ mấy, 6 giờ buổi chiều, 6-7 giờ nếu mà trời mưa. Hôm nay thì kẹt sớm quá. Xe cộ rất là đông. Khi mà kẹt xe thì cái vỉa hè nó trở thành cái nơi để cho xe máy họ tẩu thoát. Tẩu thoát. Hôm nay trời Sài Gòn mình buổi sáng sương mù quá trời luôn, thưa các bác anh chị. Đến trưa rồi có mưa. Đến 1-2 giờ bắt đầu mưa cũng to đó. Và bây giờ thì bắt đầu nắng. Ở đây là một cái vị trí thường hay kẹt xe của Gò Vấp. Đó là con đường Phan Văn Trị nè, con đường Nguyễn Oanh, rồi con đường Phạm Huy Thông, rồi con đường Lê Thị Hồng, khu vực chợ Căn Cứ của các anh chị. Cái mùa này nè, mấy cái tháng này nè là điện máy ha, điện máy rồi rất là ế ẩm luôn. Cho nên là người ta khuyến mại quá trời, khuyến mại này, đổ đóng ra ngoài khuyến mại này, dạo cá, dạo tùm lum tà la hết trơn. Cơ hội là có lắm may mắn vào tối ngày hôm nay là bên sẽ có thể có may mắn và sẽ có tất cả cơ hội trúng thưởng. Một cái hội đặc biệt là cái này đổ ra đường. Ở bên phải của em thì quẹo lại Phan Văn Trị đi về hướng chợ Bà Chiểu của bác anh chị. Còn bên tay trái con đường Phan Văn Trị thì lên Thống Nhất. Thống Nhất. Bên trái lên Thống Nhất. Sống mới ha, về sống mới. Đi tặng cái con đường Nguyễn Oanh này cũng về được sống mới của bác anh chị. Sẽ chạy nhanh chút xíu nha. Tặng kẹt xe đó. Rồi bên phải đây có con đường Lê Thị Hồng vào chợ Căn Cứ. Chợ đây, chợ đến 30 ngàn.
Rồi bắt đầu cái đoạn ở đây, mời cô bác anh chị đi thẳng. Anh nhìn thu bên trái của em đó, có bản người mua ở đây mình thấy có khuyến mại nha. Khuyến mại ra mua một cũng có được 4. Và cái khu vực này thì ngày hôm nay những cái khu đất quân đội rồi ngày xưa đó đã trở thành những cái vì buôn bán kinh doanh, những cái khu dân cư hoặc là những cái trường, những cái sân đá banh của công an. Hướng này thì chúng ta đi thẳng về ngã tư ga. Cái khu này bây giờ cô bác anh chị nhìn không ra đâu, nó thay đổi rất là nhiều ha so với ngày xưa. Ngày xưa thì chủ yếu là chỉ là những cái mặt đất quân sự là chính đó. Bây giờ ở đây là cái doanh trại quân đội này đó, doanh trại quân đội rồi những cái mặt tiền rất là rộng lớn để người ta bán đồ nội thất đó các bác anh chị. Có Nguyễn Oanh hướng về ngã tư ga, lâu lâu cái mời cô bác anh chị chạy trên con đường này một chút để ôn lại kỷ niệm nha. Bên phải em là cái sân bóng đá mini. Rồi còn dọc đây là những cái showroom người ta bán két sắt nè, rồi chỗ này là giống như khu villa đó, đánh villa đó các anh chị đây này. Đó, ngày trước nó là một cái showroom nội thất rất là lớn, nhưng mà dịch xong rồi nó dẹp tiệm luôn, bây giờ ở đây thành đánh villa. Đó, bên trái của em cũng vậy, những cái khu nội thất rất là lớn dọc theo cái vị trí này quanh. Rồi có những cái showroom của xe hơi bên trái của em đó, giống như là Mazda, Kia đó, của Taco này. Bên phải của em ở đây vẫn là những cái mảnh đất của doanh trại quân đội ngày hôm nay. Cái quán nhậu đó, hải sản tươi sống nhưng mà chưa dẹp rồi. Quán nhậu này dẹp rồi, dưa đồ người ta bán nhìn nó rất là dơ ha, cái nó quăng tùm lum này. Rồi nệm nè, rồi chú cha quá trời tập trung đồ. Đây là một cái vị trí mà ngày xưa đó là cái hải sản tươi sống phố ngư. Em chạy lên thì các bạn chỉ xem phố ngư hải sản tươi sống đó, mà bây giờ thì nhìn không ra. Đây tôi cái thời này là cái thời mà làm ăn khó khăn đó các bạn anh chị. Sau khi không kinh doanh buôn bán nữa thì người ta để cái mặt tiền rất là dơ luôn đó. Bên trái của em là cái showroom của Mazda, Kia, Gò Vấp. Bên trái em là trường sĩ quan kỹ thuật quân sự, khu doanh trại quân đội, trường quân sự, rồi có đào tạo sát hạch lái xe ở đây nữa. Lúc trước mới vào Sài Gòn là em đi học bằng lái xe máy ở đây nè, nhà bạn của anh chị đó. Quá trời cái vị trí mà làm ăn không được. Đây là trường sĩ quan kỹ thuật quân sự đó. Hồi trước ở đây em học là của trường Vinhemic, không biết bây giờ còn trường Vinhemic ở đây không, lâu quá rồi em cũng không để ý. Đó, em mời cô bác anh chị chạy lang thang con đường Nguyễn Oanh này nha. Nguyễn Oanh này mà qua khỏi cầu An Lộc thì nó tới Hà Huy Giáp về ngã tư ga. Quán Lộ Thiên chiều là bắt đầu dọn bàn để có con đường An Nhơn này các bác anh chị.
đây là chúng ta về cái đài liệt sĩ An Nhơn. Ngày hôm nay thì nó là cái đài liệt sĩ Gò Vấp. Vị trí này á, chúng ta có cái con đường cắt ngang là con đường huyện Huy Lượng, huyện Huy Lượng. Theo như cô bác anh chị ở đây từ xưa thì còn con đường thì gọi là đường Minh Mạng đó. Nhưng mà em thấy là con đường Thống Nhất xóm mới lúc trước nó cũng là con đường Minh Mạng. Thì nói chung là ở cái điểm này thì em không chắc lắm. Rồi, ở đây vị trí của đài liệt sĩ An Nhơn. Và theo như cô bác anh chị chia sẻ, đây là một cái động bàn tơ. Động bàn tơ ngày xưa. Bên phải thì bây giờ quẹo về Lê Đức Thọ nè, huyện Văn Lượng chứ phải huyện Huy Lượng, em bị lộn. Bên phải thì về Lê Đức Thọ. Bên về Lê Đức Thọ và còn về một cái công viên Gò Vấp rất là lớn nữa, hoang sơ. Ở đây là cái đài liệt sĩ Gò Vấp ngày hôm nay. Bên trái của em cái góc này là có con đường Lê Hoàng Phái về Lê Đức Thọ. Đó, và con đường Nguyễn Huy Lượng em mới băng qua, nếu quẹo trái thì cũng về được Thống Nhất luôn. Nguyễn Văn Lượng chứ, em xin lỗi, cứ lộn hoài. Nguyễn Văn Lượng, chỗ này là Nguyễn Oanh. Nguyễn Oanh sinh năm 1902, mất năm 1958, theo như cái thông tin người ta để ở đây. Rồi, phía trên này thì các anh chị sẽ thấy một cái bộ mặt nó khác hơn. Mặc dù nó cũng thuộc Gò Vấp nhưng mà nó giáp ranh quận 12. Đây là phường 17 Gò Vấp nha. Đúng là cái thời buổi làm ăn khó khăn, thấy kinh doanh buôn bán có vẻ nó rất là ảm đạm đó các bác anh chị ha. Đúng là cái thời. Ở trên này thì nhiều cái tiệm về sắt thép inox, vật liệu xây dựng, nhôm kiến các kiểu của các anh chị nhiều cái khu này. Ngày xưa em ở bên Gò Vấp, ở bên Thống Nhất, mà nếu mà muốn tìm những cái gì mà liên quan tới mấy cái đồ đó thì chạy về đây. Cửa nhôm đồ này kia. Con đường này chắc là còn mở rộng lắm, cho nên là em thấy nhà ở đây đa số là những cái mái che tạm bợ, nhà tiền chế để người ta làm ăn thôi, chứ không có chịu xây dựng kiên cố. Là vùng mở rộng rất là sâu của các anh chị. Rồi, ở đây chúng ta tới con đường Lê Đức Thọ, khu vực An Nhơn của các anh chị. Đó, bên trái thì như là quẹo về, đi về cái dốc An Nhơn trên con đường Lê Đức Thọ rồi về xóm mới. Con đường Lê Đức Thọ là con đường 26 tháng 3 lúc xưa. Đó, còn trước 26 tháng 3 thì có một thời gian nó có tên là đường Bắc Tiến. Rồi, bộ phải thì chúng ta Lê Đức Thọ, mà bộ phải thì chúng ta đi về chợ An Nhơn nè, và đi ra khu vực Phan Văn Trị. Đoạn này thì chúng ta sắp qua cầu An Lộc là sắp hết cái đường Nguyễn Oanh, chuẩn bị tới đường Hà Huy Giáp và ngã tư ga. Chiều cuối tuần, đoạn dưới thì kẹt xe, đoạn trên thì vắng vẻ hơn rất là nhiều. Cái bàn này đó, giá xưởng. Hôm
không biết là cô bác anh chị ngày xưa có những cái kỷ niệm nào trên cái con đường này hay không. Con đường Nguyễn Oanh này á, thì em đi xa nhất là hình như tới cái cầu gì á, có một cái cầu gì Phú Long hay là cái gì Long để mà quẹo qua hướng Lái Thiêu nha. Có một lần em đi mà cách đây lâu lắm rồi, chắc phải là 8-9 năm trời rồi đó. Còn thường thì em chỉ đi ra tới ngã tư ga qua bên kia quốc lộ một chút xíu là cũng hết rồi. Là xa lộ Đại Hàng đó cô bác anh chị. Thấy rất là vắng vẻ ha. Chiều thứ bảy ở đây cũng đóng cửa nhiều. Đây, khu này thì như em chia sẻ lúc nãy đa số là vật liệu xây dựng, rồi nhôm kiến, rồi inox đó, đá hoa cương. Bất động sản bây giờ thua lắm các bác anh chị, có lẽ là nhiều khi cũng qua cả năm sau, hết năm sau được không chừng, chưa có thể hồi phục lại được. Tôn rồi này có anh chị này, tôn sắt nữa. Ở ngoài này thì nhiều cái mặt tiền to, thành ra nó thích hợp để người ta làm những cái xưởng. Còn đi vào bên trong nó còn có những cái mảnh đất to nữa có bác anh chị, thích hợp để có làm những cái xưởng. Xưởng về nhôm kiến rồi gỗ rồi đó các bác anh chị. Mua xe máy giá trên trời. Tại đây mua xe máy giá trên trời. Éo thiệt chứ. Giờ có nhiều người làm mấy cái bảng quảng cáo ở ngoài đọc đôi khi muốn cười, phì cười á. Biết giá trên trời là sao, là giá dưới đất là sao. Ở đây chúng ta chuẩn bị lên cầu An Lộc, em sẽ mời cô bác anh chị lên cầu An Lộc luôn ha. Lâu lắm rồi. Cầu An Lộc một cái vị trí chủ chốt với những cái trận chiến nảy lửa năm xưa. Ở bên này chỉ có mua một tặng một thôi cô bác anh chị. Kinh Đô. Kinh Đô nhưng mà người ta tặng Đồng Khánh nha, chứ không phải tặng Kinh Đô. Tặng Đồng Khánh. Nhưng mà tiệm bánh trung thu rất là ít chứ cô bác anh chị thấy không, hầu như là không có. Nãy giờ có một tiệm một nhưng mà tặng một thôi. Ở trong Sài Gòn mình thì đó là mua một thành bốn gì tùm lum đó. Nhưng mà đánh giá một chút thì mua một tặng một là chuẩn nhất rồi đó cô bác anh chị. Còn ở trong Sài Gòn cứ để là mua một thành bốn rồi tặng ba tùm lum thôi. Nó nói chung là giống như là cảm giác mình bị lừa á, chứ còn mà mua một tặng một là sự thật, nó không phải là tặng đâu cô bác anh chị, không phải là tặng đâu, nó chỉ là mua một cái và tính tiền giá của hai thôi. Đấy. Nhưng mà thà nó như vậy nó đỡ hơn. Ở đây là cầu An Lộc này. Cô bác anh chị sẽ phải ngạc nhiên bởi vì ngày hôm nay cái vùng ngoại ô này, phía xung quanh cầu An Lộc, đó là một cái khu dân cư luôn đó cô bác anh chị. Một cái khu dân cư nha. Nó có những cái xóm biệt thự mà rất là lâu rồi em có quay một vài lần. Nhưng mà không biết ngày hôm nay thì nó như thế nào. Nó có hẻo lánh quá ông, nó có vắng vẻ quá ông. Chứ xung quanh cầu An Lộc là nó có những cái khu biệt thự đó.
Đây, mời cô bác anh chị qua cái cầu An Lộc. Chắc là nó vẫn như xưa thôi, nó không có quá là mới xây đâu. Qua cầu An Lộc thì chúng ta đi ra ngã tư Ga. Trời bây giờ em thấy ở Sài Gòn nhiều mây. Ở dưới này á, là người ta đang có một cái kế hoạch cải tạo cái đường ven sông giống như bờ kè vậy đó. Đó, và ngay cái vị trí này thì em đang đứng là trên cầu An Lộc, và phía dưới là con sông Bến Cát Vạm Thuật hay sao? Sông Vạm Thuật, có bác anh chị, nó sông Vạm Thuật, Tham Lương chạy vào Vạm Thuật. Còn đây là cảnh của cái anh ảnh chợ mấy cái dây này mà ảnh bị rớt xuống này, không biết có trúng người đi đường hay không. Cái này thì không có gì khó khăn, chỉ cần sắp lên là được, sắp lên cột lại chắc là được, không có phải lật xe hay gì. Rồi ở đây thì chúng ta đi lên tới ngã tư Ga đó các anh chị, lên cầu vượt ngã tư Ga là một cái cầu bắc ngang qua cái xa lộ Đại Hàng. Cái Ga này ở đây là gần cái Ga xe điện tramway á các bác anh chị. Em đọc một vài cái tư liệu em thấy như vậy chứ em cũng không có biết đâu nha. Trời, cái thời của em, cái thời đó chắc em còn nằm đâu dưới ngón chân cái của ba mẹ đó, đâu có biết đâu. Rồi giày dép 35.000 này, đó 35.000, ba đôi 100.000, hàng thanh lý 39.000, 39.000, có đồ chơi em bé quá trời luôn, tí xíu nữa cô lựa cái. Thì cái thời của em sinh sau đẻ muộn mà làm gì biết mấy cái Ga này. Nhưng mà em tìm hiểu một chút thì ở đây là cái Ga xe điện tramway thời Pháp, cũng gọi là cái ngã tư Ga đó. Còn mà cái đường ngày xưa cũng có cái đường dây xe lửa ngã tư Bình Hòa rồi chạy về hướng Lái Thiêu rồi các bác anh chị đó, thì cũng đi, chắc là cũng đi ngang đây. Trên này thì các cái xưởng, các cái cơ sở vật liệu xây dựng là chính. Ở bên trái của em đây là có thể vào mấy cái khu dân cư và khu du lịch bến xưa nha. Bên trái là vào khu du lịch bến xưa, vào khu chung dân cư mới, có những cái biệt thự, nhà phố rồi này kia đó. Ở bên trái của em cho thuê nhà nguyên căn quá trời luôn. Đường Nguyễn Thị Nhuân. Em chạy lên ngã tư Ga các bác anh chị, đi tới luôn. Đi là đi cho tới. Bây giờ vùng ngoại ô của Sài Gòn nó người ta xây nhà nhiều lắm. Dân số ở Sài Gòn bây giờ đông mà, quá trời người luôn, tràn ra ngoại ô xây nhà làm ăn. Cho nên là những cái mảnh đất ngày xưa mà cô bác anh chị thấy nó hoang vu, thị ho, cò gáy, không có ai quan tâm, thì bây giờ nó lại trở thành những cái mảnh đất rất là đắt tiền. Bê thui. Cửa cuốn, cửa nhôm, cửa kéo, các loại cửa ở đây. Mưa đó các anh chị, mưa đâu cũng hồi trưa ở khu này. Khu này cách nhà em khoảng chừng 1 tiếng 30 phút đi xe máy. Các em ở tuốt bên Nhà Bè á, mà chạy bên này coi như là đâm ngang Sài Gòn.
cho nên là rất là ít khi em đi với cô bác anh chị. À, đây có khu dân cư An Lộc hả? Ồ, có bộ hay nha. Nhiều khu dân cư mới ở đây lắm cô bác anh chị. Hứa hẹn là một ngày nào đó là em mời cô bác anh chị đi dạo các cái khu dân cư ở đây. Nhiều lắm, nhiều khu dân cư ở đây lắm. Đó, có những cái clip trong trung tâm rồi cũng muốn có những cái clip ngoại thành như thế này để cô bác anh chị có cái nhìn tổng quát về Sài Gòn mình ngày hôm nay nó phát triển ra sao. Mặc dù những cái vùng ngoài này thì cũng không có liên quan gì tới những cái kỷ niệm của cô bác anh chị ngày xưa. Đó, nhưng mà để nói kỷ niệm thì nó chỉ gói gọn ở trong quận nhất, quận ba, Bình Thạnh, Gò Vấp đồ thì nó cũng ít quá. Đó, cô bác anh chị có dịp ra phía ngoài ngoại ô như thế này chúng ta cập nhật thêm cái hình ảnh ở ngoài này ha. Góc Sài Gòn, trà sữa Sinh Tố. Đây có một cái quán cà phê trà sữa Sinh Tố có tên là Góc Sài Gòn. Đây là cái cầu vượt ngã tư ga. À, ở đây cấm quẹo trái nhưng mà người ta quẹo đầy luôn. Nó là vào cái khu dân cư. Em sẽ đi thẳng ở đây một chút này. Đó. Là bởi vì lên cầu vượt đó này thì cô bác anh chị sẽ đi qua quận 12 rồi. Ở đây là đã là quận 12 rồi cô bác anh chị. Bên kia cũng là quận 12. Ở đây cũng là quận 12. Quận 12 là qua cầu An Lộc là tới rồi. Ô, con đường này ở đây nhìn thấy sạch quá cô bác anh chị ha. Như mình thấy đường sạch bon mà lá cây cũng ít nữa. Đây là chúng ta ra cái xa lộ Đại Hàng nha cô bác anh chị, xa lộ Đại Hàng ở quốc lộ 1A. Cái khu vực ngã tư ga này á, nó là một cái từ cái đoạn ngã tư ga này này cô bác anh chị đi cho cái tới ngã tư An Sương, không biết ngày nay thì nó sẽ bớt hơn chứ ngày xưa á, nó là một cái vị trí gọi là hàng trắng nha, thiên đường trắng. Người ta giao dịch thuốc phiện ở đây, thuốc chích ở đây, nó công khai luôn đó cô bác anh chị, công khai luôn đó. Và mua bán thuốc chích ở đây rất là nhiều. Cái khu vực nguyên cái đoạn đường người ta gọi là cái thiên đường trắng là như vậy. Ngày hôm nay thì có thể là nó sẽ bớt hơn rất là nhiều rồi, nó không có còn cái cạnh đó nữa, nó không có còn công khai nhiều nữa, nhưng mà nó vẫn là một cái vị trí có thể nói là rất là phức tạp. Đặc biệt là chúng ta vào những cái khu hẻm hóc như bên tay trái đây, chút xíu này em sẽ quẹo. Còn ở đây nếu mà quẹo phải thì cô bác anh chị sẽ đi về, đi miên man luôn về dạng như cầu vượt Linh Xuân rồi đi ra Đồng Nai, khu vực ngã ba Trạm rồi có bác anh chị này, ra ngã ba Trạm này, ngay chỗ Suối Tiên đó có bác anh chị. Đó, giờ này chúng ta đi ra Suối Tiên, ngã ba Trạm, khu vực quận 9, ngày nay là thành phố Thủ Đức đó. Ra quốc lộ 1A, ra nối với lại xa lộ Biên Hòa đó, đi lên đó. Còn ở đây thì người ta bán ở dưới cầu ha. Bên kia thì nó có một cái bến xe bên trái của em á, nếu mà đi xuống cầu phía trên cầu đi xuống á thì bên trái nó có một cái bến xe các bác anh chị, nó gần tương đương với lại cái ngã tư ga, là cái ngã tư nằm phía bên phải em này. Theo như em tìm hiểu á thì cái ngã tư ga đó ngày xưa á nó nằm phía bên phải, cô bác anh chị quẹo phải lên đây một chút là hình như có một cái cầu là giống như cầu ngã tư ga đó. Đây là cầu vượt thôi, còn bên trên con đường quốc lộ này nè, để em coi cái bản đồ. Để em coi cái bản đồ thì có mấy anh chị sẽ thấy rõ hơn. Chà, cầu Bến Cát. Đi qua cầu Bến Cát, nhưng mà có cái cầu nhỏ nhỏ em cũng không nhớ nằm ở đâu. Nhớ ngày xưa có đi một lần thôi. Nó có bến xe, rồi. Ở đây em sẽ quẹo ngược lại bên tay trái nè, có mấy anh chị thấy là người ta bán ở dưới này rất là nhiều đồ ha, bánh mì cóc, bún riêu. Và bên kia nó là những cái khu nhà lụp xụp. Lụp xụp. Xóm nghèo ngay cái góc
ngã tư ga, cầu vượt ngã tư ga. Đó, cho cái xe nó chạy qua trước đây. Đi hướng này thì ngược lại về vị trí của cầu An Lộc các anh chị. Một buổi chiều mời cô bác anh chị dạo phố ở đây đó, mây ở trong trung tâm Sài Gòn bắt đầu có mây nhiều rồi. Hồi đó em hay đi mua cái điện, đi mua cái bóng đèn đồ ở cái tiệm này này. Tiệm này họ bán rất là nhiều đồ điện, đồ nước ở đây nhiều lắm đó. Hồi xưa là em ở bên cầu Bến Phân á, song song với lại con đường Hà Huy Giáp, huyện quanh này là con đường Thống Nhất đó, là cầu Bến Phân. Hay cũng hay chạy qua bên này mua đồ xa của anh chị. Xuống đây thì em xuống lại cầu An Lộc và chắc đi về coi trong trung tâm Sài Gòn có mưa đồ hay không đó, và chắc là em cũng sẽ xin được tạm dừng các clip của mình ở đây. À, dạ, con gì cắn ngứa quá vậy. Ở bên phải là chúng ta quẹo vào cái khu dân cư, cái khu gọi là nhà phố biệt thự, ở trong đó nhiều lắm. Cái con đường đó nó có tên, con đường này ở đây không biết có tên gì hay không. Ở đây có bánh trung thu Hữu Nghị nữa hả? Ở đây có quẹo được không? Nhưng không được chứ. Vậy bánh trung thu Hữu Nghị một hộp 80.000 luôn. Đó, hồi nãy đi bên kia, bây giờ đi bên này một chút. Cô anh chị thấy bên này thì có vẻ cuộc sống nó nhộn nhịp hơn nhiều. Ồ, mây đen mù mịt trong trung tâm Sài Gòn, trong Sài Gòn Bình Thạnh, Gò Vấp cái gì. Tí xíu nữa là hứng cái cơn mưa. Thôi em xin tạm dừng các clip của mình. Một lần nữa xin kính chúc quý cô bác anh chị và các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui, bình an và luôn nhiều sức khỏe trong cuộc sống ha. Cuối tuần thật là hạnh phúc bên gia đình, người thân. À, em xin tạm dừng các clip và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.